Chào mấy bạn, con Raider này hôm nay đến shop thay bánh để mà thay 1 lít 3 nhớt máy 300V. Đó, thì bên mình có luôn những chai nhớt lẻ như vậy ha. Tuy nhiên thì cái vấn đề thay nhớt này hôm nay không phải là vấn đề chính của cái clip mình làm, mà là nó nằm ở đây các bạn ơi. Đây, bộ nhôm sinh dĩa của khách thì đi cũng khá lâu và nó quá khô rồi. À, quá khô đó. Như vậy thì chạy nó sẽ làm cho cái âm thanh xe nó kêu. Đây đây, thử mình thấy mấy mắt sên nè, mắt sên luôn đó. Đó, các bạn có thể nghe được từ cái micro của mình. Đây mình lắm micro đây. Ok, thì để thử test lại cái dòng sản phẩm Go Racing, bên mình bán hàng mình mới tiên vấn thành công một bộ Go Racing. Chai này là chai dưỡng sên Go Racing 400ml và chai rửa. Khi mình mua hai chai này là 234.000, tặng kèm cho anh em một cái cọ luôn. Nó thì ở trên này, bộ sản phẩm này mình sẽ test không rửa nhưng mà sạch lại, xem thử có phục hồi được cái nhân phẩm em sợi sên này không. Nó đã bị thành rồng rắn lên mây luôn các bạn ơi. Chờ mình xíu nha. Rồi thì mình sẽ bắt đầu sử dụng chai dưỡng sên này để sạch lên cái sợi sên của khách mà mình vừa mới nói tới. Trước tiên là mình phải lắc cho đều lên. Xong rồi đây có cái cây ha, gắn vô. Thì anh em nào cẩn thận có thể cắt làm hai. Mình sẽ bắt đầu sạch. Nếu mà sên khô như vậy á, mình sẽ tầm sạch khoảng 2 vòng đến 3 vòng cho nó thấm đều cái mặt sên. Đây, mình sạch đều vô những cái cạnh sên hai bên như vậy nè, cho nó thấm vô những cái mắt sên ha. Nó sẽ im lại để xem thử cái độ phục hồi của cái nó có làm cho sợi sên này thẳng lại không. Mình nghĩ là sẽ ok các bạn. Đây là một vòng. Thì trước tiên là một vòng như vậy thì các bạn thấy được là có một số chỗ nó chưa thấm nha. Đó. Thử lại, gỡ micro ra quay xem thử coi nó còn cái tiếng kêu đó không. Đây mình tháo micro ra. Nó vẫn còn kêu nhưng mà nó đỡ hơn nhiều nha. Đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ mình sẽ tăng sên lại. Tăng sên giùm anh các em. Ok, thì những cái công đoạn mà các bạn đến shop thay bánh, thay nhớt, thay vỏ hoặc là gắn đồ chơi thì kỹ thuật viên bên mình sẽ luôn kiểm tra sên, tăng thắng và tăng sên lại cho mấy bạn cho nó đúng cái tiêu chuẩn. Thí dụ như cái vấn đề nào cần tư vấn để mấy bạn có thể mua những cái sản phẩm phụ thêm để hỗ trợ mà chăm sóc con xe của mình thì các bạn bán hàng sẽ tư vấn thêm cho mấy bạn cho nó sử dụng xe nó êm ái mượt mà và những cái linh kiện nó bền bỉ hơn. Đây mình tăng sên lại, xong mình quay lại thử cái. Xong rồi bắt đầu á, mình sẽ xịt thêm khoảng một vòng nữa. Thì dĩ nhiên là những cái chai dưỡng sên này á, khi các bạn sử dụng thì phải chờ tầm khoảng 10 đến 15 phút rồi mình mới chạy nha. Nó sẽ hạn chế văng. Rồi thì thợ bên mình đã tăng lại sợi sên, các bạn thấy. Tuy là tăng lại rồi, xịt một vòng rồi, nhưng có những cái mắt sên nè, nó bắt đầu nó vẫn còn cái lượng sống. Thì mình nghĩ cái bộ sên này sẽ sạch dưỡng sên lại. Tuy là cái bộ nhôm sinh dĩa này nó đã quá các bạn ha. Nói chung là khoảng 80% rồi. Sạch dưỡng sên lại cho nó thấm và khách hàng chạy về á, nó sẽ êm được phần nào. Bây giờ nó mới chỉ đỡ thôi bạn. Mình sẽ sạch thêm một lần nữa xem sao. Đây, thử lại lần nữa nha. Nó thì tầm khoảng một vòng nữa rồi đó. Chờ cho những cái mắt sên này nó thấm lại. Nó thấm lại nó sẽ đỡ hơn nhiều nha. Thì ngoài như vậy á, mình tăng sên đã chuẩn rồi á. Ở trên này bên shop hai bánh mình sẽ có cái dịch vụ gọi là bảo dưỡng nhôm sinh dĩa cho mấy bạn đi. Nó đều thì sên và mình dưỡng sên á. Cái này là nói chung là tác hại của anh em mình khi quá bận rộn ha. Quá bận rộn mình không có thời gian để bảo dưỡng lại cái bộ nhôm sinh dĩa thì nó sẽ làm cho hư sợi nhôm dĩa mình nhanh hơn và chạy nó có tiếng động hơn. Như vậy á, thứ nhất là mình tốn tiền, thứ hai á là
sẽ nặng cái xe lắm, không nó nặng cái bánh xe, làm cho xe mình không có mượt mà, không có trơn tru khi mình chạy ở trên đường đó. Thì cái dịch vụ bảo dưỡng thân dĩa bên mình chỉ có 60.000. Nếu bạn nào ở nhà có điều kiện, có thời gian thì mua bộ này ha, chai rửa, chai dưỡng, bên mình cứ tặng kèm cây cọ luôn. Còn không có điều kiện, không có thời gian á, thì mình cứ đem đến số xe bánh, tất cả các số xe bánh ở 12 vị trí thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Đồng Nai, bên mình có dịch vụ vệ sinh như bảo dưỡng thân dĩa cho anh em sạch sẽ hơn, luôn mượt mà, không có bị hư những cái sờ sơn, và tốn tiền anh em thay sớm và tốn tiền xăng, tốn tiền xăng gây sự khó chịu khi qua số này nọ, rất là khó chịu. Nó đã im lại phần nào nữa các bạn, nhưng mà bây giờ cái này không thể nào mà hoàn mỹ như mới, nó chỉ phần nào thôi. Chắc chắn là anh khách chạy về nó sẽ im hơn lúc nãy. Nó thì có thể là anh sẽ về anh rửa lại. Còn cái này là anh đã có công việc, anh sắp về rồi. Ok ha. Dạ rồi ok, thì cái clip này mình nói về cái chăm sóc con xe của mình ở bộ nhôm sinh dĩa. Thì thay vì các bạn phải tự rửa ở nhà, tự dưỡng sơn giống như anh khách vừa rồi, anh mua một bộ dưỡng sơn, rửa sơn mang về, thì các bạn có thể đem xe đến để tại shop heo bánh, để mình có thể bên mình có thể chăm sóc lại cái bộ nhôm dĩa cho các bạn, phục hồi lại cho nó êm ái hơn, mượt mà hơn, tăng thắng, tăng sơn thường xuyên hơn. Và đặc biệt ở cái gói bảo dưỡng giảm 50% dành cho xe số, xe ga, xe số thì 125.000 từ thứ hai thứ sáu, và xe ga cũng vậy, 150 thứ hai thứ sáu luôn. Thì các bạn có thể được bảo dưỡng lên bộ nhôm dĩa của mình, rửa sạch lại, sạch dưỡng sơn vô resin và rửa bằng dưỡng sơn vô resin nha. Hoặc là xe ga thì mình sẽ vệ sinh nồi, sinh kim, và 10 bước mình có để bên link bên dưới. Các bạn có thể cập nhật xem qua link đó, hoặc gọi số hotline bên trên màn hình để mình có thể tư vấn kỹ hơn về những cái dịch vụ đó. Bây giờ clip đến đây hết. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Với phương châm là uy tín, chất lượng và giá tốt luôn là ba tiêu chí được shop hai bánh đặt lên hàng đầu. Cùng với đó là đội ngũ nhân viên kỹ thuật nhiều kinh nghiệm được chứng minh qua sự tin dùng của khách hàng trong nhiều năm qua.